Cả mọi người lại là Duyên đây. Hôm nay sẽ đưa tất cả mọi người đi với Duyên trong một buổi sáng thứ ba bận rộn nha mọi người. Hôm nay Duyên có rất là nhiều chuyện phải làm. Điều thứ nhất là Duyên phải đi đến trường để Duyên lấy cái bộ làm thí nghiệm cho môn sinh học mà Duyên đang học online mọi người. Lúc trước, cái video trước thì cũng nói cho mọi người nghe rồi đó. Và điều thứ hai là Duyên phải đi gửi mail. Xong rồi điều thứ ba là Duyên phải đi pick up đồ, đi mua hàng online á mọi người, là Duyên phải đi ra tiệm Duyên lấy. Xong rồi chiều về Duyên phải đi chợ. Hôm nay bây giờ Duyên chỉ đi một mình thôi. Hazel vẫn còn ở nhà. Chồng Duyên thì bây giờ chưa hết giờ sàn chứng khoán mọi người, nên vẫn phải ở nhà, chưa đi ra ngoài được, nên Duyên đi một mình thôi. Chút xíu về rồi chiều cả nhà Duyên đi chợ nè, xong rồi đi đi pick up đồ nữa. Trời, mua đồ online nhiều quá mọi người. Mọi người ơi, hôm nay là một buổi như thế nào nhưng mà buổi trưa, bây giờ là 12 giờ trưa rồi mọi người. Bây giờ là 12 giờ trưa thứ ba giờ Cali nha mọi người. Hôm nay trời nắng rất là đẹp luôn. Ở bên này bây giờ thời tiết ngộ lắm nha. Có một ngày đến lại một ngày nắng rất là nóng, xong rồi ngày hôm sau trời ơi nó lạnh. Thời tiết vậy không biết đường đâu mà mặc đồ luôn mọi người. Duyên bị hố hoài à, bởi vì nhà của Duyên á nó có mỗi cái cửa sổ để nhìn ra ngoài, nhưng mà khổ nổi là nó nhìn vào chính giữa khu chung cư, nên Duyên cũng không có thấy thời tiết ở ngoài nó như thế nào nữa. Mà Duyên muốn đi ra bên ngoài để Duyên coi là Duyên phải đi hết cái hành lang rất là dài, xong rồi Duyên cảm nhận coi ở ngoài nó nóng hay nó lạnh. Bởi vì đi đâu khi nào Duyên đi đâu làm cái gì, nên mỗi lần Duyên đi là Duyên cứ ngắm thôi. Duyên mà thấy có tia nắng chút xíu à, Duyên nghĩ là nó nóng thì với mặc đồ nóng, ai về đi ra ngoài nó lạnh quá trời luôn. Xong bữa nào thì kỹ mặc đồ lạnh đi ra ngoài nó lại nóng. Trời ơi, sống trong chung cư nó khổ vậy đó mọi người. Sáng thứ ba trên đường không một ai luôn mọi người ơi. Sao mà vắng như vậy ta? Mà sao cái đường này nó vắng như vậy, thật là lạ thường luôn á. À, ở đây có một cái trường học chưa mở cửa, không có học sinh nên nó vắng. Trời, hình như là Duyên là chiếc xe duy nhất mà lưu thông trên cái chiều này luôn á. Giờ là 12 giờ trưa. Hôm nay Duyên ngủ dậy lúc 11 giờ mọi người. Kinh khủng khiếp chưa? Ngủ 11 giờ, Duyên tắm rửa, Duyên chuẩn bị, Duyên cho bé Xù ăn, xong rồi cho bà xem tivi á. Cho nó xem tivi, cho nó ngồi yên ở nhà. Bởi vì ba nó bận làm chứng khoán á mọi người, đâu có canh nó được đâu. Duyên phải để cái đồ ăn với lại cho mở tivi cho nó ngồi, nó tự vừa ăn vừa xem, không có làm phiền ba nó. Bởi vì dẫn bé Sầu đi thì cũng rất là phiền, bởi vì Duyên phải lên xe xuống xe mọi người, mà đâu có để con nít ở trong xe được đâu. Duyên phải mở seatbelt, Duyên phải lấy nó lơ ra, xong rồi Duyên phải để nó vô trở lại, xong rồi gài dây an toàn. Mỗi lần như vậy rất là tốn thời gian, và đi ra ngoài cũng dịch bệnh còn đó mọi người, cũng nguy hiểm cho con nít á, cho nên bé Sầu ở nhà vẫn là tốt nhất. Gần nhà Duyên cỡ 5 phút lái xe. Đây không phải là cà phê nha mọi người, đây là mật ong với lại chanh với lại hạt chia. Rất là tốt cho mỗi buổi sáng, hỗ trợ giảm cân đẹp da nữa mọi người.
Phải xịt rửa tay mọi người. Bây giờ thì nhà hàng mở nhiều lắm luôn á mọi người ơi. Người ta đã cho đi ăn ở phía trong nhà hàng rồi. Lúc trước là chỉ cho ăn ở phía ngoài trời thôi. Bây giờ đi vô nhà hàng ăn bình thường luôn. Cho nên những cái khu mà có nhà hàng bây giờ đông lắm. Lúc trước là bãi đậu xe rất là vắng. Bây giờ đi đâu cũng đông trở lại rồi. Nhưng mà ai đi thì đi chứ Duyên cũng chưa có dám đi mọi người. Chưa có dám đi ăn ở nhà hàng. Mua về ăn ở nhà thôi hoặc là ăn ở trên xe thôi mọi người. Cái xe điện, cái xe BMW này mọi người, nó chịu lực sốc rất là dở luôn á. Mỗi lần mà Duyên đi qua một cái lỗ nào hoặc là đi lên một cái bump nào á là nó lắc rất là dữ. So với cái xe Audi mà Duyên chạy, xe Audi êm lắm. Đi qua giống như là bình thường vậy đó, mình không có cảm giác là mình vừa đi qua một cái rãnh gì luôn á. Nhưng mà chiếc Audi này nó chịu lực sốc dở lắm. Với lại nó nhẹ nữa mọi người. Audi thì nó nặng hơn, thì nó đầm hơn. Cái chiếc này nó nhẹ lắm. Mà có khi mà Duyên chạy ở trên đường cao tốc á, chạy nhanh quá, cảm thấy giống như nó bay 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 luôn, nó sợ. Cảm giác như cái xe mình nó nhẹ quá, giống như bay bay vậy mọi người. Cho nên là đi trên đường cao tốc thì Duyên thường không có đi xe này, bởi vì cũng hơi hơi sợ. Không có đầm. Bữa nào mà có gió mạnh chút xíu, gió nó thổi ở bên đây, thổi ở bên kia là xe nó nghiêng theo luôn chút xíu vậy đó. Hôm nay thì trời nắng đẹp mọi người, nhưng mà cũng không có nóng lắm. Đi ngồi trên xe mà không cần mở máy lạnh nó vẫn mát, không có bị ngợp. Thời tiết như vậy là đúng là mùa xuân luôn á, không nóng cũng không lạnh, thời tiết đẹp nhất trong năm. Bây giờ mùa xuân á mọi người, hoa nó nở rồi, nở quá trời luôn, đặc biệt là trong cái mấy cái sườn núi á, hoa nhiều lắm luôn á mọi người. Hoa đẹp không? Vì không biết cái loại hoa màu vàng vàng là hoa gì hả? Nhưng mà cứ mỗi tới mùa xuân là nó nở đầy mấy cái sườn núi, nhìn đẹp vô cùng đẹp. Sống ảo lên đó chụp hình là xuất sắc luôn. À, kể cho mọi người nghe một vấn đề đang rất là nhức nhối, đặc biệt là với người dân châu Á đang sống tại Mỹ. Mọi người ơi, nạn phân biệt chủng tộc bây giờ nó đang nổi lên rất là gay gắt, đặc biệt là đến với người châu Á đó mọi người. Thì gần đây có rất là nhiều sự việc xảy ra, sự việc đau lòng đáng tiếc xảy ra đối với người châu Á, và cái đối tượng mà nó nhắm tới đó chính là những người già, những người lớn tuổi mọi người, hoặc là những người phụ nữ mà đi trên đường một mình, không có ai đi chung, đặc biệt là người châu Á. Nó ghét mà giống như nó ghét từ hồi xưa gì rồi đó mọi người. Xong rồi đặc biệt tới cái dịp này á, đặc biệt là có cái virus corona đó, thì nó càng có cái lý do để nó ghét người châu Á. Nó cứ nghĩ là cái virus này là do người Trung Quốc đem tới cho nước Mỹ, làm cho nước Mỹ điêu đứng cả năm nay, và nó cuộc sống của nó thay đổi, là tất cả nó đổ thừa
cho người châu Á. Mà đặc biệt á mọi người, khi mà mình đi ra ngoài đó, nó không ai nói thì đâu biết mình là Việt Nam hay là Lào hay là Campuchia gì đâu. Nó cứ nhìn thấy cái mặt châu Á là nó tưởng mình Trung Quốc á mọi người. Nó thấy cái mặt châu Á là tưởng Trung Quốc, nên nó cứ ghét vậy thôi. Xong rồi nó cứ nghĩ là người châu Á mình nó không có quyền, không có xứng đáng để sống ở trong cái sống ở nước Mỹ, đất nước của nó. Những cái người da trắng, đặc biệt là những người da trắng rất là kỳ thị và xem thường người châu Á. Mặc dù là người châu Á đã có những cái đóng góp cũng như là những cái thành công nhất định ở trên đất Mỹ, mọi người, có rất là nhiều người thành công và đóng góp rất là nhiều cho nước Mỹ luôn, nhưng mà tất cả những điều đó vẫn không được công nhận. Có một cái thành phần, cái người da trắng đó vẫn nuôi trong mình cái ý định làm muốn đá những người châu Á về với đất nước của họ. Nó thấy người châu Á mà giống như là thấy ma vậy đó mọi người, thấy cái gì mà ghê gớm dữ lắm. Nó thấy là nó đã thấy kinh tởm, nó muốn đuổi mình chỗ đi chỗ khác, nó không muốn đứng cùng một nơi với mình. Có rất là nhiều trường hợp á mà người châu Á, người của mình đi chợ, đi những cái khu chợ Mỹ á mọi người, thì trong khu chợ Mỹ thì rất là ít người châu Á đi, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có nha mọi người. Mình đi vô trong đó, mình chỉ đi chợ bình thường thôi, không làm gì ai hết. Nó thấy nó cũng lại kiếm chuyện nữa, lại ba gai xong rồi cãi lộn vậy đó. Xong rồi nó kêu mình go back to your country, đi về nước của mày đi, mày đi về cái chỗ mà mày đã đến từ, nói không biết dịch ra tiếng Việt sao luôn á mọi người. Mày đến giống như là mày đến từ đâu thì mày về chỗ đó đi. Tự người ta đi chợ bình thường không có làm gì tới ai, cũng lại kiếm chuyện người ta như vậy. Xong rồi những cái người già, người lớn tuổi trong thời gian này á mọi người, bị Mỹ á, cả Mỹ đen lẫn Mỹ trắng luôn, nó đánh, trời ơi nó đánh. Người ta đang đi ngoài đường vậy đó, già lớn tuổi bảy mấy tám chục, sáu mấy cũng có, đi ngoài đường hoặc là đang ngồi trên tàu điện, ngồi trên xe bus gì đó mọi người. Nó cứ thấy cái mặt thấy ghét, là nó thấy cái mặt châu Á nó ghét, nó nhào lại nó đánh. Rồi nó đánh giống như cha mẹ nó đẻ ra vậy đó. Má ơi, nó đánh mà đi nhìn mấy cái thông tin thời sự, nhìn mà dưng sót luôn mọi người. Rồi già lớn tuổi rồi mà đánh kiểu đó, nói sau khi bị đánh á, cái mặt mũi nó máu không, xong rồi ngày hôm sau phải nó sưng húp lên, xong rồi nó bầm xanh bầm tím, nhìn mà không chịu nổi luôn á. Mình nhìn người ngoài như vậy, huống chi nếu mà nó đụng tới người ở trong nhà của mình á, trời ơi chắc mà điên tiết lên, mà không biết mấy cái người nó nghĩ gì luôn á mọi người. Ở trong đầu không biết nó chứa cái gì trong đó thôi mà nó ngu dữ vậy, không biết. Người ta không làm gì nó mà nó cũng đánh người ta như vậy. Không hề cướp nha mọi người, không phải cái kiểu mà đánh xong rồi cướp của xong rồi gì đó, không cướp nha, đánh chơi vậy thôi. Đặc biệt là những người già nó biết không có chống cự lại được, đánh chơi vậy thôi, đánh cho nó hả dạ. Xong rồi nó mặc kệ người ta là sống chết như thế nào, mặc kệ, nó đánh nó vui thì thôi. Mới đây có một cái trường hợp nhưng rất là hả hê, có một cái cụ già kia cũng lớn rồi, không biết chắc cũng sáu mấy rồi đó mọi người. Người Trung Quốc chỉ nghe là nói tiếng Quảng Châu nhưng mà nó hơi khác, giống như là ở cái vùng miền nào đó của Quảng Châu, mọi người, nói tiếng Quảng Châu nha, Cantonese.
bị một cái thằng đó nó đánh, hình như là thằng đó là Mỹ trắng, nó ta đang đi trên đường nó nhào lại nó đánh người ta, xong rồi cái cụ già đó mọi người không có dừa gì đâu, cũng còn rất là khỏe mạnh, lụm một cái cây gậy bằng gỗ, trời ơi, đánh lại nó tới tấp luôn mọi người. Cái thằng nó còn rất là trẻ luôn nha, thằng nó còn trẻ lắm, nó mới vô lên đánh cái bà cụ đó rồi, đánh bà đó bị sưng mắt, xong rồi trời ơi sưng mắt, sưng cái mặt đỏ chảy máu hết luôn, xong rồi bà cụ này mới cầm cái cây đánh lại. Không biết cái cây đó lấy ở đâu ra không biết nữa, chắc ở trên đường đâu không biết, quớ cái cây bằng gỗ mọi người đánh lại, trời ơi đánh nó tới tấp, nó chảy máu quá trời luôn, xong người ta kêu cảnh sát lại đó, cái thằng nó nhập viện luôn mọi người, đánh mà thằng đó phải lên băng ca nằm luôn á, ghê không, cảnh sát tới là cầm tay nó lại là bỏ lên băng ca luôn á, nó không đi nổi luôn á, ghê chưa, trong khi bà cụ nó vẫn đứng ngay chỗ đó mà chửi nó như con đẻ vậy đó, chửi nó trời ơi, bởi tức quá mà mọi người nói nó có làm gì đâu mà tự lại đánh tao, tức quá mà trời ơi, nhìn cái thời sự đó, bữa đó cái tin nó lên, như nhìn như cười hả hê, cười gần chết luôn, nói cho vừa cái tội mày, nói bởi vậy Nhi cũng mong là tất cả mọi người, đặc biệt là người châu Á mình đó, khi mà có những sự việc đó xảy ra, mình phải mạnh mẽ lên mọi người, mình phải tìm cách chống trả chứ không có ngồi yên cho nó đánh mà cam chịu. Cái cụ già đó đã lớn tuổi lắm rồi mọi người, nhưng mà vẫn quyết tâm chống trả nha, không có để cho cái thằng đó đạt được mục đích nha mọi người. Nhưng rất là hâm mộ cái cụ già đó, và sau đó là về nhà ngày hôm sau là cụ đó bị cái mặt á, cái mặt bị sưng đỏ sưng tím lên, bầm tím bầm xanh luôn, con mắt sưng húp lên không mở ra được nha mọi người, còn nhìn cái mặt thương lắm. Nói người già mà bị đánh kiểu đó mọi người, nó rất khó lành luôn, tổn thương gấp đôi gấp ba là người trẻ mọi người, rất là khó lành. Và người ta đã kêu gọi một cái quỹ đóng góp ở trên mạng cho cái cụ bà đó để chữa bệnh rồi này nọ, người ta kêu gọi ta mở cái quỹ có 50.000 đô thôi, 50.000 đô la Mỹ, nhưng mà trong vòng một ngày nó đã hơn 700.000 đô la Mỹ cho cái cụ đó đó mọi người. Người ta giống như là khuyến khích tinh thần, ủng hộ cái hành động mà đứng lên chống trả của cái cụ bà đó, người ta thương lắm. Nhưng nên là khi mà mở quỹ để ủng hộ cho bà là người ta ủng hộ rất là nhiệt tình. Nhưng nghĩ phần lớn ở trong đó là người châu Á mình đó. 700.000 đô la Mỹ, trời ơi mọi người biết cái số tiền nó rất là lớn luôn á. Nhiều người mà làm cả đời cũng không thấy số tiền đó trên tay luôn á mọi người. 700.000 đô la nhiều lắm. Tự nhiên cũng thấy vui cho cụ bà đó và cũng mừng là cũng không có bị cái gì nghiêm trọng á mọi người. Tự nhiên coi cái tin đó xong rồi những sướng gì đâu. Thêm một cái sự việc nữa xảy ra, đó chính là một cái vụ nổ súng ở một cái tiệm chăm sóc da, cái spa, tiệm chăm sóc da của người châu Á, một cái spa ngay chỗ đó, thì có một thằng da trắng kia, nó mới có 21 tuổi thôi mọi người, cái thằng khùng đó đó mới có 21 tuổi thôi mà bữa đó ngày xấu trời không biết nó đã ai làm cái gì nó đó không biết, nó bực mình ở trong người, nó cầm súng nó đi xả mọi người, bắn chơi vậy thôi đó, ai làm nó bực mình gì sao nó không bắn, hay là nó đi lại cái khu châu Á đó, cái spa đó, nó bắn chết 8 người, trong đó có 6 người là phụ nữ,
người châu Á thì người ta đã không loại trừ cái khả năng là nó phân biệt chủng tộc nha mọi người. Đó là hate crime, đó là cái nó giết người ta bởi vì nó ghét vậy thôi. Phân biệt chủng tộc, nó ghét người châu Á cho nên nó biết ngay cái khu, cái spa đó là spa của người châu Á mọi người. Nó biết rất là người châu Á ở đó. Cho nó lại nó cầm súng nó bắn ngay chỗ đó cho chết người châu Á chơi vậy đó. Chết 6 người phụ nữ nha mọi người. Mà đang lúc cái nạn phân biệt chủng tộc nó đang rất là gây cấn nữa, thì nó lại giết chết thêm 6 người châu Á nữa. Nó làm cho cái sức chịu đựng của người châu Á mình đó mọi người, nó lên tới tột cùng luôn. Người ta bắt đầu người ta đi biểu tình, người ta bắt đầu mở những cái nhóm, những cái hội bạn ở trên mạng nào này nọ để khuyến khích kêu gọi mọi người chấm cái nạn phân biệt chủng tộc, và đặc biệt là đối với người châu Á. Thương lắm mọi người ơi. Mình chỉ nghe cái tin đó thôi là mình đã chịu không nổi rồi, huống chi mà những cái người mà có gia đình là nạn nhân của những cái nạn phân biệt chủng tộc này, làm sao mà chịu được. Nghe mà chịu không nổi luôn á, bực mình luôn á. Nên đó mọi người, hôm qua nữa, vừa mới hôm qua, hôm thứ hai có một vụ xả súng nữa mọi người, tại một cái chợ. Cái này thì nó không phải là người châu Á gì hết, chỉ là xả súng cho vui thôi. Trong cái thời gian này ở Mỹ nó rất là lộn xộn luôn á mọi người. Nó bắn ở trong một cái chợ rồi nó cũng giết mấy người đó, nó chưa có con số chính xác. Người ta đang đi chợ thì nó cầm một cái khẩu súng, mà súng súng của quân đội á mọi người, súng chuyên dụng của quân đội, bắn một cái là chết tươi á. Mạnh vô cùng mạnh, nó có cái súng nó luôn. Nó vô nó bắn người ta, trời ơi. Bắn không thương tiếc. Vừa mới pick up hàng xong mọi người ơi. Nãy nói tới đâu quên tiêu rồi. Xếp hàng quá trời dài luôn. May quá là Duyên mua hàng online. Duyên mua rồi, đến là mình ngồi ở ngoài xe, xong rồi mình nhấn cái nút ở trong cái app á mọi người, nói là mình đang ở chỗ này, là sẽ trong đó có nhân viên mang ra cho mình liền luôn. Mình không cần phải đi vô xếp hàng để đi vô mua đồ. Nó vừa nguy hiểm mà nó vừa tốn thời gian nữa mọi người. Cho nên Duyên thích mua hàng online là vậy đó. Siêu nhanh, siêu tiện luôn. Để mắt kính như cho nó ngầu nha. Chán con mắt quá mọi người. Nãy giờ là cũng 40 phút rồi đó. 40 phút là Duyên đi được 3 chỗ. Duyên đi gửi mail, Duyên đi lấy đồ hai nơi. Hồi nãy mình đang nói về cái vụ bắn súng đúng không mọi người? Đúng rồi. Bắn súng
bây giờ người ta vẫn chưa tìm được cái nguyên nhân chính xác là tại sao cái thằng đó ngày hôm đó nó lại khùng như vậy, nó lại điên tới như vậy, người ta chưa tìm được cái nguyên nhân đó mọi người. Cho nên người ta vẫn chưa có kết luận đó chính là cái vì cái người đó ghét người châu Á, nhưng mà cái khả năng đó rất là cao. Người ta nói cái khả năng đó rất là cao, nhưng mà người ta vẫn chưa dám kết luận thôi. Nhưng nói là chồng duyên á, bây giờ chồng duyên á là trời chát mắt. Chồng duyên bây giờ nói là không nên đến những cái khu người Mỹ trắng nữa mọi người. Thì ở bên này nó sống theo khu mọi người. Khi mà thì trong khu đó không hẳn là 100% là Mỹ trắng, thì nó cũng có người châu Á sống xen kẽ, xong rồi người Mễ đồ này nọ, nhưng mà phần lớn là người Mỹ trắng thì người ta sẽ nói là cái khu đó là khu Mỹ trắng. Thì Duyên sẽ hạn chế đến những cái khu đó, mình chỉ đến những cái khu của người châu Á mình thôi, thì đỡ và nó an toàn hơn đó mọi người. Bây giờ mà mình đến những cái khu Mỹ trắng thì mình đi chợ đi chẳng hạn, mình đi chợ hoặc là mình đi mua sắm đồ, có những cái khu trung tâm thương mại, khu Mỹ trắng nó rất là đẹp, nhưng cũng rất là thích, nhưng mà bây giờ không đi, mình chỉ đi cái khu mà có nhiều người châu Á thôi, thì mình cảm thấy an toàn hơn và mình không cần phải quá lo sợ là không biết khi nào mình nghe tiếng súng nổ, không biết khi nào mà nó bắn ở đây. Cho nên là Duyên cũng rất là hạn chế đi ra ngoài, đặc biệt là đi đến những cái khu ít người châu Á. Bây giờ là Duyên sẽ đi ngân hàng. Mình đi ngân hàng xong rồi Duyên sẽ đi tới trường của Duyên, bởi vì lịch hẹn là lúc 1 giờ. Chút xíu đi ngân hàng với chồng của Duyên thì nó sẽ an toàn hơn. Đi ngân hàng của mình nguy hiểm. Trời ơi là trời, nãy giờ ở trong xe của Duyên thấy hơi nóng rồi, Duyên mở máy lạnh, ai ngờ đó là cái máy sưởi mọi người. Duyên quên chỉnh nhiệt độ lại, Duyên mở máy lạnh mà Duyên để 76 độ F. Trời ơi, hèn chi nó máy lạnh gì mà nãy giờ ngồi thấy nóng như vậy. Nãy giờ làm máy sưởi phải mở xuống cỡ 60 độ rồi nó mới mát. Ở bên này người ta dùng độ F Fahrenheit mọi người, chứ không phải là Celsius, là độ C giống như ở bên bên Việt Nam mình. Giống như cơ thể mình bình thường là 37 độ C là nhiệt độ bình thường, thì bên đây cỡ 98,7 độ F là nhiệt độ cơ thể bình thường.